giảm hai lòng bàn tay vào nhau. Và mạnh lên, giảm nóng lòng bàn tay lên. Bàn tay hơi cong lại, khép chặt các ngón tay, úp vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn thấy tay. Vươn tay lên, hít sâu vào. Thở sầm. Hít sâu, vươn tay lên. Thở sâu, hít sâu, vươn tay lên, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, thở sâu. 5, 4, 3, 2, 1, xoay tròn cổ. Xoay chậm chậm, xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó. Xoay đổi chiều. Mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Tay phải đưa qua, đan chặt, hít vào, kéo vào, thở sầm. Trở về hít vào, thở sà để cao lên. Hít vào, thở sà để thẳng tay qua đầu. Ngả xuống. Trở về. Đổi tay, hãy vào, thở sầm, hãy vào, thở ra đẩy lên, hãy vào, thở ra đẩy thẳng tay lên, hạ xuống, trở về, thả lỏng tay, dùng lực tay đặt cạnh đầu gối. Lấy hai viên gạch đặt hai bên, chống tay lên, xiết cơ bụng, nâng mông lên, lên, hạ xuống, hai, lên, xuống, ba, lên, xuống, bốn, lên, xuống, năm, lên, xích bụng lại lên. 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, tháo chân ra. Duỗi hai chân thả lỏng. Xếp đỡ chân. Vặn cột sống, đưa tay phải ra sau, úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu ngón tay. Thẳng lưng, hít sâu vào. Từ từ xoay phải, thở sầm. Trở về, hít sâu. Xoay thở sầm. Trở về, hít sâu. Xoay thở, xà xoay cổ, xoay vai.
Trở về hít sâu, xoay thở ra xoay thêm. Trở về hít sâu, xoay thở ra xoay tối đa. Thoát bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về thả lỏng tay. Mời đổi bên, thẳng lưng lên hít sâu vào, xoay trái thở sang, trở về hít sâu xoay thở sang, thả lỏng thân bám chặt tay. Trở về hít sâu xoay thở xà xoay thêm. Trở về hít sâu xoay thở sang, xoay cổ xoay vai. Trở về hít sâu xoay thở sang, xoay tối đa. Thoát bụng thở hết hơi sang, thong thả trở về thả lỏng tay. Hai tay đang lại nâng lên qua khởi đầu, hít sâu vào, xoay người qua trước đầu gối phải, kéo dài người 45 độ, xích cơ bụng thở sầm đầu giữa hai tay lên. Hít sâu vào, xoay qua trước đầu gối trái, thở ra xích cơ bụng lại 45 độ đi nào, cảm nhận một đường thẳng lên. Hít sâu vào phải, thở ra kéo căng 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 chỗ vai chỗ lưng trên. Hít sâu vào thở ra, hít sâu vào thở ra trương tới xích cái bụng thở ra giữ 5 4 3 2 1. Hít sâu thở ra trương tới xích bụng thở 5 4 3 2 1. Hít sâu vào, đặt tay lên vai, hít thở đều, xoay tròn khớp vai. Xoay ngược lại, vỗ tay về trước, ra sau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng ra, lấy dây kháng lực, lấy dây kháng lực nè. Mời đứng lên. Đứng lên, hai chân mở rộng bằng hông. Đưa hai bàn tay vô trong nè, căng ra. Lên. Hít sâu vào, thở ra kéo ra phía sau nè, căng tay vai kéo xuống thật. Lên hít sâu, hai thở sầm kéo xuống, hít sâu ba thở sầm, hít sâu bốn thở sầm, rút rốn vào chắc cơ bụng lại. Hít sâu không võng thắt lưng, năm thở sầm, hít sâu sáu thở ra xích bụng lại, hít sâu bảy thở sầm,
Ấy sao tám thở rằm chắc cơ bụng chắc bắp tay. Ấy sao chín thở rằm. Ấy sao mười xích cơ bụng thở ra giữ lại mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một. Hít vào, đưa về trước nào. Hít sâu vào, thở sành kéo tay, kéo khuỷu tay về mạng sườn, căng dây. Hít sâu, hai thở ra xích bụng lại. Hít sâu, ba thở sành. Hít sâu, chắc cơ bụng lại nào. Bốn thở sành. Hít sâu, năm thở sành. Hít sâu, sáu thở sành. Hít sâu, bảy thở sành. Hít sâu, tám thở sành. Hãy sau chín thở sầm. Hãy sau mười thở ra chắc cơ bụng lại giữ mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một. Hai tay cầm dây nâng lên. Hít sâu vào, kéo giữ tay trái, kéo tay phải xuống, thở sầm, giữ thẳng tay trái lên. Hít sâu, phải luôn, thở sầm. Hít sâu, ba thở sầm. Vẫn kéo tay phải, hít sâu, bốn thở sầm. Hít sâu, năm thở sầm, giữ thẳng tay trái lên. Hít sâu, sáu thở sầm. Hít sâu, bảy thở sầm. Hít sâu, tám thở sầm. Hít sâu, chín thở sầm. Hít sâu, mười xích cơ bụng thở giữ mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một. Hít sâu, đổi tay, kéo tay trái thở sầm. Hít sâu, hai thở sầm. Hít sâu, ba thở sầm. Hít sâu, bốn thở sầm. Hít sâu, chắp cơ bụng lại, chắp bắp tay, năm thở sầm. Hãy sâu, sáu thở sầm. Hãy sâu, bảy thở sầm. Hãy sâu, tám thở sầm. Hãy sâu, chín thở sầm. Hãy sâu, mười xích cơ bụng thở sầm. Giữ mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một. Thả tay xuống. Hai tay lên, hít sâu vào, kéo căng tay phải, co tay trái ra sau, thở sầm, co ra phía sau, lên hít sâu, thở ra đỡ bên, hít sâu, hai thở sầm, thẳng cổ lên, chắc cơ bụng không võng thắt lưng, hít sâu, thở ra đỡ bên.
ấy sầm ba thở sầm ấy sầm đổi thở sầm ấy sầm bốn thở sầm ấy sầm đổi thở sầm ấy sầm năm thở sầm ấy sầm đổi thở sầm ấy sầm sáu thở sầm ấy sầm đổi thở sầm ấy sầm bảy thở sầm ấy sầm đổi thở sầm ấy sầm tám thở sầm ấy sầm đổi thở sầm ấy sầm chín thở sầm ấy sầm đổi thở sầm ấy sầm mười thở sa giữ lại năm bốn ba hai một hít sâu đổi thở sầm mười năm bốn ba hai một hít sâu vào nghiêng người qua phải thở sầm nghiêng qua ấy sầm trái thở sa xích bụng nghiêng ấy sầm hai thở sầm rút rốn vào người trên một mặt phẳng ấy sầm trái thở sầm ấy sầm ba thở sầm ấy sầm đổi thở sầm ấy sầm bốn thở sầm ấy sầm đổi thở sầm ấy sầm năm thở ra xích bụng giữ lại năm bốn ba rút rốn chắc vào hai một hít sâu vươn căng người lên người trên một mặt phẳng nghiêng thở ra năm bốn ba hai một lên hít sâu vào xoay người lại trường lưng tới thẳng người thân song song với sàn xích cơ bụng lại thở sạch lên hít sâu vào kéo căng tay vai ưỡn ngực vuông cầm siết mông đùi bụng đẩy nhẹ hông về trước thở sạch lên hít sâu vào trường tới thở sạch xích cơ bụng thở sạch lên hít sâu vào thở sàn ấy sâu vào trương tới thở sàn ấy sâu bốn thở ra chắc mong đùi bụng ứng ngược lên ấy sâu trương tới thở sàn ấy sâu vào lưng cuối siết mông đùi bụng ưỡn ngực vương cầm kéo tay vai ra sau thở sầm năm bốn ưỡn ngực lên ba chắp mông đùi lại hai một lên hít sâu vào trường tới thở sầm siết cơ bụng lại thẳng người thân song song với sàn duỗi căng nữa duỗi căng thêm năm siết cơ bụng ép căng vai thêm bốn chị hai rất thẳng rồi nè thành tuyết thẳng thêm hằng thẳng thêm hường chỗ vai thêm chắc cơ bụng nâng tay xí lên chị tôi mười lên hít sâu vào đặt nè hai tay mình vươn lên sau ha đặt cái tay trái lên vai phải hít sâu và mình xoay tròn tay phải nè căng dây ra xoay tròn tay phải thở ra một hai xoay từ trước ra sau ba
bốn, chắc cái bụng lại, năm, xoay ngược lại, năm, bốn, ba, hai, một, đổi tay, đặt tay phải lên vai trái, xoay tròn cánh tay, một, căng dây ra xoay, hai, ba, bốn, căng ra, năm, xoay ngược lại, năm, bốn, trụ chắc người, ba, xích cơ bụng, hai, một, thả lỏng ra, lấy dây. Lấy cái dây màu hồng trồng vô hai chân đi. Cái dây màu tím đưa ra sau trồng hai tay vô. Nếu như có một sợi dây thì mình lấy dây ưu tiên trồng vô chân. Hai chân mở rộng bằng hông. Hai tay trồng vô ngay chỗ cổ tay. Rồi căng tay ra lòng bàn tay hướng vào nhau. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Hít sâu vào. Để căng mông ra phía sau, lực xuống gót chân, siết mông đùi bụng lại, thở ra, căng tay ra sau. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Không lên, không chồm lên đầu gối. Lên, hít sâu. Hai, thở ra, siết mông đùi bụng, lực xuống gót chân, rút rốn về thắt lưng, căng mông đùi bụng, lên hít sâu. Ba, thở ra, siết lại, thở ra, không cong lưng, nhấn mông xuống tiếp, lên hít sâu. Bốn, thở ra, nhấn mông xuống, rút rốn về thắt lưng, rút rốn sau lên, sau lên, sau lên, nhấn mông xuống, lên hít sâu. Năm, thở ra, xiết bụng lại, thở rầm, lên hít sâu. Sáu, thở rầm, nhấn xuống, nhấn từ 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 từ, căng mông xiết đùi, xiết bụng lại, lên hít sâu. Bảy, thở rầm, lên hít sâu. Đừng để đầu gối chồm khỏi mũi chân. Tám, thở rầm, giở 10 ngón chân lên, lên hít sâu. Chín, thở rầm, lên hít sâu. 10, xích cái bụng, thở rầm, nhấn xuống, rồi nhấc xuống. 10, 9, 8, 7, 6. Đầu gối bị gắt kìa Hường. 5, 4, 3. Ép cái mông xuống Hường. 2, ép xuống. 1, lên, hít sâu vào. Thả lỏng ra, thở sầm. Lần này tấn xuống và nhấc xuống, hít sâu vào, tấn gối xuống, siết mông đùi bụng, thở nhấc xuống. 3, 2, ép mông xuống. 1, lên hít sâu, tấn xuống, rút rốn về thắt lưng, căng mông đùi nhấc xuống. 3, 2, 1, lên hít sâu, tấn xuống, thở ra. 3, 2, 1, lên hít sâu.
Thở ra 3, 2, 1, lên, hít sâu. 4, tấn xuống. 3, 2, 1, lên, hít sâu. 5, tấn xuống, thở ra, xích cái bụng lại thở. 3, 2, 1, hạ đầu gối xuống luôn nè. Hít sâu vào. Từ từ căng tay lên và đẩy mông ra phía sau, xích cái bụng lại, thở ra, xích mông đùi bụng và ép mông xuống gần tới gót chân. Lên hít sâu vào. Hai, thở ra rút rốn về thắt lưng, đẩy căng mông ra sau, thở ra. Hít sâu vào. Ba, thở ra. Hít sâu vào. Bốn, thở ra. Hít sâu. Năm, thở ra. Siết mông đùi bụng lại. Hít sâu. Sáu, thở ra. Nhấn hông xuống hằng hằng. Ép cái mông lùi ra phía sau. Lùi ra đừng chồng người tới nhiều. 45 độ thôi. Lên hít sâu vào. Sáu, thở ra. Hít sâu. Bảy, thở ra. Rút rốn chắc cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Hít sâu. Bảy, thở ra. Hít sâu. Tám, thở ra. Hít sâu. Chín, thở ra. Hít sâu. Mười, xích cơ bụng đẩy căng mông ra sau, thở ra, giữ lại, nhịp tay lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lên. Thả lỏng tay ra đi. Lưng bàn tay hướng vào nhau, rồi kéo vô trong, lộn ra. Ngược lại. Kéo vào, lộn ngược ra. Ngược lại, thả lỏng khớp cổ tay ra. Ba, lộn ngược lại. Bốn, ngược lại. Năm, ngược lại. Rồi thả lỏng ra. Chấm tay chân là bốn góc vuông. Cong lưng lên, rút rốn, xích cơ bụng lại, thở ra. Hít sâu, chuồng lưng, ưỡn ngực, vương cầm. Thở ra, cong lưng, rút rốn, xích bụng, thở ra. Hít sâu vào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Lắng nghe cảm nhận sâu sự chuyển động của từng rốt sống. Hít sâu. Giữ lại. 5, 4,
3, 2, 1, thở săn. Kéo căng lưng lên, rút rốn cặp xương cụt. 5, thu cầm về hõm ngực. 4, 3, 2, 1, hít sâu, từ từ duỗi cổ thẳng lưng. Tách ngang đầu gối chân phải lên, xiên cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, thở sạch. Tách lên, kéo dây lên. Hít sâu, hai thở ra chất, kéo lên, vẫn chân phải. Hít sâu, ba thở ra lên, siết lại. Hít sâu, bốn thở ra, siết chắc cơ bụng, căng cơ mông, cơ đùi lên. Hít sâu, năm thở ra, siết chắc kéo lên nào. Nhịp lên, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, vẫn chân phải lên, xoay tròn đầu gối nào, xoay khớp hông. 1, 2, siết chắc kéo căng lên. 3, căng dây cao lên nữa. 4, chắc cơ bụng lại. 5, xoay ngược lại nào. 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống. Hít thở sâu, cong lưng lên đi, rút rốn thắt bụng lại, thở sâu. Hít vào chất cơ bụng thẳng cột sống, tách chân trái lên, thở sâu. Hít sâu, hai thở ra căng lên. Hít sâu, ba thở ra lên. Hít sâu, bốn thở ra lên. Hít sâu, năm siết chắc lại lên. Nhịp lên, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, nâng lên, xoay tròn khớp hông lên. 1, 2, 3, 4, 5. Xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1. Cong lưng lên, rút rốn, thở săn. Lấy dây màu tím trồng vô hai tay. Lui mông về em bé, duỗi thẳng hai tay về trước, thở săn. Trương lên, rắn hổ mang, hít sâu vào. Xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Lui về em bé, thở sầm. Mí tay xuống thảm, kéo căng 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 căng. Hai hít sâu, trương người lên. Chùng tay xuống, đẩy căng lồng ngực tới. Thở sầm, rút rốn, xiết cơ bụng lại, lui về, thở sầm. Ba, hít sâu, trương người lên. Thở săn. Bốn, hít sâu, trương lên. Chắc cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, ưỡn ngực tới, ngã vào lưng giữa, lưng trên. Lui về thở săn. Lần nữa hít sâu, trương người lên. Xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng, giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Chống chân lên, chớp mặt, thở săn.
cúi xuống rút rốn xếp cơ bụng lại thở sầm ép căng tay căng vai căng lưng xếp cơ bụng để cao đỉnh mông lên trần nhà thở sầm hít sâu trường vai tới tấm ván cao Tấm ván cao, vai vừa thẳng đứng trên cổ tay, đẩy vai tới chút thở và tay còn bị xéo, đừng xéo kẹo tay vớt vùng, chung tay xuống tấm ván thấp xíu cơ bụng thở sầm lên chớ ngẩng mặt hít sâu chớp mặt thở sầm hai hít sâu tấm ván cao rút rốn chắc người tấm ván thấp thở sầm chớp ngửa mặt hít sâu chớp mặt thở ra xếp cơ bụng lại để căng mông lên thở sầm ba hít sâu tấm ván cao tấm ván thấp thở sầm chớp ngẩng mặt hít sâu chớp mặt thở sầm bốn hít sâu thở ra tấm ván thấp hít sâu chớp ngửa mặt chớp mặt thở sầm lần nữa hít sâu giữ lại năm bốn ba hai một thở ra xiết cơ bụng thở năm bốn ba hai một hít sâu năm bốn ba hai một thở ra xiết cơ bụng thở ra ép xuống rút rốn xiết sâu thở ra năm bốn ba hai một hạ đầu gối xuống duỗi căng hai tay về trước đặt ngực cầm xuống rút rốn siết chặt cơ bụng hít thở đều giữ căng 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 ra ép vào vai vào lưng trên ngực cầm chạm sàn siết cơ bụng lên gấp hai cẳng chân lên vuốt căng hai mũi bàn chân căng hai tay về trước chắp cơ bụng cơ mông cơ đùi hít vào đẩy người tới rút rốn xiết cơ bụng lại thở sang gấp cẳng chân lên không võng thắt lưng thế sau đẩy căng mông chằng tay vai ngực cầm xuống thở sầm hít vào xiết cơ bụng trường vai tới vai vừa góc vuông rút rốn cụp xương cột xiết sau bụng gồng lại thở gồng cơ bụng lên hít sâu vào chằng tay vai xuống thở sầm hít sâu ba trường tới xiết cơ bụng lại thở sầm đừng thả lỏng bụng đừng võng thắt lưng tiếp ơi thắt lưng căng ra thẳng lên hít sâu chằng tay vai xuống xiết cơ bụng lại thở sầm bốn hít sâu xiết cơ bụng trường vai tới vai gốc vùng gồng bụng không gồng vai không gồng cổ thả lỏng vai cổ ra đi nào thở sầm xít sâu thở ra chân xuống hít sâu trường tới gồng cơ bụng xiết lại giữ 10 9 8 7 sáu chắc cơ bụng lên năm bốn
3, 2, 1, nằm sắp xuống luôn. Hít thở sâu. Lấy dây ở tay ra, gấp hai cẳng chân lên, trồng vào hai mũi bàn chân. Đưa một tay ra sau, lật ngửa tay vào nắm dây. Rồi xoay khuỷu tay lên đi nào. Rồi đưa tay còn lại lên, nắm dây. Cái cung toàn diện, thở hết hơi xong. Hít vào, buông cao lên. Cũng thở xong. Hai chân bung kéo căng tay lên, thở xăm, cố lên, ba bung cao lên, xoay khuỷu tay lên Hằng ơi, thở xăm, bốn xoay khuỷu tay lên và bật chân, bật căng khớp vai đi nào, khép khuỷu tay lại. Thở xăm. Năm lên, lên, đúng rồi Hằng. Hương xoay lên, bung cao. Bật cao khuỷu tay nữa, thơm môi thơm. Cao lên, cao, mở vai, mở lưng. Thở xăm. Năm lên. Suy nghĩ vào lưng trên, khớp vai, chân bật nữa, bật nữa, chị Hòa Thành Tuyết, bật chân đi, bật chân để vào vai vào lưng, thở xăm. 6 lên, lên nào, bung căng 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 lên, thở xăm. 7 lên, bung cao lên, suy nghĩ khớp vai thả lỏng ra, căng lên nữa chị Hoa, bật chân đi, đúng rồi, tiếp tục bật chân, thở xăm. 8 lên, Hằng lên, bung chân đi Hằng, bung, đúng rồi, rất tốt, bung, rất tốt, suy nghĩ khớp vai nữa, căng lên nữa, thở xăm. Hương ơi, lên, xoay khuỷu tay lên em. Lên, hít sâu vào, bung cao lên thở, khớp vai, chân. Căng lên Hương, căng thêm, căng lên, thở xăm xuống. Tuyết ơi, Tuyết đâu rồi? Thơm lên, lên thơm. Căng lên, bung, bung cao, thả lỏng khớp vai nữa. Cao lên nữa, thả lỏng nữa. Thả lỏng căng lên xí nữa. Thở ra. Nè, còn Tuyết nè, Tuyết. Tuyết chưa có hình, Tuyết ơi. Rồi, cả lớp lật ra đi, còn Tuyết, Tuyết nắm dây, xoay khuỷu tay lên. Nắm dây. Rồi xoay lên. Đúng rồi, đúng rồi, tay kia. Vào. Rồi chân bật lên, đúng rồi, tiếp tục bật lên. Căng thêm, đúng rồi, chân bật, tay mở vai. Mở thêm. Hạ xuống, thở ra. Lật ngửa người trở ra. Hai chân đạp dây lên. Hai chân đạp dây và hai tay nắm kéo dây. Xích cơ bụng lại thở.
Hít vào, xích cơ bụng nâng đầu lên, thở ra, chất cơ bụng lại nâng lên. Xuống hít dòng. Há lên, thở ra, gồng chất bụng đi lên nào. Hít dòng. Không gồng vai, gồng cổ lên, gồng vô cơ bụng. Ba lên, thở ra. Hít bốn lên, thở ra. Hít vào năm thở ra gồng cơ bụng năm người lên hít sâu sáu thở ra hít sâu bảy thở ra lên hít sâu tám thở ra lên hít sâu chín thở ra lên hít sâu mười lên siết chặt cơ bụng lên nào thở mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai lên gặp người sởn cảo càng lăn lưng ra sao lên ra sau lên gập về trước ra sau lên ra sau lần nữa lên gập xuống thở ra năm bốn ba hai một lên tháo dây ra rung tay chân thả lỏng tay chân đi nào rung 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 phải lỏng sao rơi xuống từ dần chậm chậm xoay mặt qua phải xoay qua trái trả về giữa duỗi thẳng cổ cằm hướng vào ngực thóp bụng ép sát thắt lưng xuống buông lỏng rằng thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi. Khi hơi thở vào, ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu. Để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu. Thả lỏng lông mày. Thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực,
cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại.